Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là một cây me. Cây me đang còn mọc ngoài đất các bạn, chưa vào chậu. Thì clip này thì mình sẽ tạo dáng cho nó cho các bạn xem. Ngay từ lúc cây me đang còn ở ngoài đất, chưa vào chậu nha các bạn. Để cho các bạn xem cho nó rõ ràng hơn thì mình đã chủ động dán một cái lớp lưới lan màu đen phía sau là một cái bát rau để cho nó rõ nét để mình quay phim. Cây me này của nó có hai cái nhánh lớn, mình định là mình sẽ cho nó dáng bay, dáng bay vào bên phải như thế này. Nhưng mà xét thấy nó không hợp lý mà mình sẽ bỏ luôn cả cái nhánh này để mình làm dáng trực các bạn. Cái này cũng ngẫu hứng thôi chứ cũng không có dự định trước, để các bạn xem mình làm như thế nào nó có hợp lý hay không nha các bạn. Thì đối với cây me này thì mình đã chọn một dáng trực. Mình chọn một cái nhánh để cho nó cúi đầu xuống ha các bạn, trực văn nhân theo cái ý đồ của mình định vậy. Bây giờ mình chọn một cổng nhôm tương đối lớn một chút xíu để mình đi từ dưới gốc lên và cho nó dài hơn cái thân cây mà mình đã dự định uốn ha các bạn. Còn một phần nhôm để mình cắm dưới đất đó, cho nó cố định cái cổng nhôm lại và mình đi theo cái chiều kim đồng hồ, ôm theo cái thân cây từ dưới gốc lên các bạn đó. Thì theo cái dáng văn nhân thì ở dưới gốc không cần uốn nhiều cho nên mình đi thoáng qua. Các bạn đoạn nào mà cần uốn lắc nhiều thì mình đi nhôm dày lại chút xíu để khi mình uốn mình vặn thì nó theo ý mình nó dễ dàng hơn. Mình đi thưa thì nó khó uốn ha các bạn ha, nhưng mà cơ bản nó thì mình cứ đi nhôm xéo cỡ khoảng 45 độ các bạn. Và các bạn cũng lưu ý là khi đi nhôm thì chúng ta chỉ di chuyển cọng nhôm quanh cái thân cây thôi các bạn, còn cái thân cây mình giữ đứng yên. Đây là một cái cây me, đặc tính cây me rất là dẻo, khó gãy, rất là dễ uốn các bạn. Nếu các bạn mới tập chơi thì nên chọn những cái cây có đặc tính dẻo dai như cây me các bạn, cây me hoặc cái linh sam cũng được. Nói chung là những cái cây nào mà có cái độ dẻo dai cho chúng ta dễ tập uốn éo theo ý của mình. Thì mời các bạn xem mình làm cái cây me văn nhân này từ cái lúc còn ở ngoài cái đất các bạn, chưa vào chậu nha các bạn. Mình làm trước, sau này nó có cái dáng sẵn để khi nào mình cần mình đưa vào chậu mình chơi các bạn. Đó, các bạn thấy không, cây me rất là dẻo, mình bẻ cong cục xuống như vậy mà nó cũng sao. Đó, các bạn xem mình làm cái cây này như thế nào nha các bạn. Các bạn thấy video hữu ích thì vui lòng like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.